Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử, kính thưa quý vị khán thính giả đài truyền hình ABC, chúng tôi là những Phật tử sinh hoạt tại chùa Điều Ngự, kính chúc chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đồng hương Phật tử một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và an khang thịnh vượng, vạn sự cái tường. Chúc mừng năm mới.